schätzen wir uns glücklich, Ihnen einen dieser Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu zeigen, một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Sutra, Kinh Lăng Nghiêm, ma chướng của người tu hành, tham cầu trường sinh bất tử, phần 1 trên 2 trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 20 tháng Giêng năm 2019 tại Tây Hồ, Đài Loan, còn được biết là Formosa. Alo. Chào, kính chào sư phụ. Hi guys. Chào quý vị, kính chào sư phụ. Hello, Master. Ngài nghe được chúng con nói rõ không ạ? Được, được, được. Cái điện thoại kia có vấn đề, nên tôi phải dùng điện thoại này. Hy vọng quý vị có thể nghe tôi rõ. Chúng con nghe được ngài lớn và rất rõ ạ. Tốt, tốt. Tôi nợ quý vị một chuyện. Tôi nợ quý vị phần cuối của Kinh Lăng Nghiêm. Vậy tiện thể hôm nay tôi cố gắng giải thích hoặc đọc cho quý vị nghe. Cảm ơn sư phụ. Vậy thì tốt quá. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi lại lời dạy của Đức Phật sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, và đồng thời những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào để dịch kinh điển để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi chư Phật mười phương, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương, dâng hoa và lễ bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm ơn chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chay hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó. Nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được, cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lấy tất cả. Để ít ra người khác, khi họ nghe tới danh hiệu của chư Phật thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói. Lần trước chúng ta đọc tới đoạn ma quỷ vốn đến từ tinh hoa được tạo ra trong quá trình nhật thực và nguyệt thực. Đó là chúng ta đã xong phần đó, và bây giờ là phần tiếp theo, và cũng là phần cuối. Phần cuối là lại nữa. Thiện nam tử kia bấy giờ, thọ ấm trở nên rỗng suốt và vi diệu. Không còn tà lự nữa. An trụ trong tâm định sáng suốt tròn đầy. Trong khi nhập định, tâm hành giả ưa thích trường thọ, nên khổ nhọc nghiên cứu tinh vi để mong cầu được bất tử, muốn thoát khỏi và từ bỏ sự sống chết nơi thân xác, và bỗng nhiên mong cầu chấm dứt việc sinh tử trong từng niệm để được thường trụ mãi trong thân tướng vi tế ấy. Vào lúc đó, thiên ma nhân cơ hội thuận tiện, nó đã từng chờ đợi, liền nhập xác người ấy, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Người này không biết mình bị ma nhập, tự tuyên bố mình đã chứng được Niết Bàn vô thượng,
Mà đến bên hành giả đang tham cầu sống lâu, trường sinh bất tử, trải tòa ngồi thuyết pháp. Ông thích khoe việc có thể đi đến nhiều nơi, rồi trở về không ngăn ngại, có thể dạo chơi vạn dặm, rồi trở về trong nháy mắt. Còn có thể lấy đồ vật mang về từ những nơi ông đã đến. Tôi nghe nói ngày nay có người vẫn có thể làm vậy. Hoặc ông có thể bảo một người đi từ vách này qua vách kia của căn phòng trong khoảng cách chỉ vài bước. Thế mà dù người đó đi nhanh nhiều năm, cũng không đến được vách kia. Do đó, mọi người tưởng lầm rằng người bị ma nhập kia là Phật hiện tiền. Ông cũng thường nói, người bị ma nhập này nói, chúng sinh khắp mười phương đều là con của ta. Ta sinh ra chư Phật. Ôi trời ơi! Ta tạo dựng thế giới. Ta là Phật nguyên thủy. Ta tạo dựng thế giới này một cách ngẫu nhiên, chẳng phải do tu mà thành. Trụ thế tự tại thiên ma khiến cho quyến thuộc. Chưa phát tâm như giá văn trà hay tỳ xá đồng tử từ cõi tứ thiên vương, lợi dụng tâm thiếu sáng suốt của hành giả đến ăn tinh khí của họ, hoặc không nương tựa nơi thầy. Chính hành giả thấy ma hiện thần nói, ta là chấp kim cang thần đến bàn cho ông sống lâu. Hoặc ma hiện thân làm phụ nữ xinh đẹp cùng hành giả say mê nhục dục, nên chưa đầy một năm gan não hành giả bị khô kiệt. Ôi trời ơi! Người ấy nói lẩm bẩm một mình, nghe như tiếng của loài yêu mị. Những người chung quanh họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hầu hết một người như thế sẽ rơi vào pháp luật, nhưng chưa kịp chịu hình phạt, họ đã bị chết khô. Ma khuấy phá, mê hoặc người tu hành cho đến khi chết. Đức Phật tiếp tục dạy, các ông nên biết rõ tình trạng này để khỏi bị rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm, không biết, sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. A Nan, ông nên biết rằng, trong thời mạt Pháp, mười thứ ma này có thể giả làm người xuất gia tu tập trong giáo pháp của Như Lai. Họ có thể nhập vào thân xác người khác hoặc tự biến hiện thành nhiều hình dạng khác nhau. Tất cả họ đều tự xưng là đã thành bậc chánh biến tri giác. Chúng khen ngợi nhục dục, phá hủy giới luật đạo đức của Phật. Thầy trò ma mà ta vừa giảng, truyền dạy nhau về nhục dục, tinh thần tà vại như thế, mê hoặc tâm ý người tu hành, trải qua ít nhất 9 đời, nhiều thì cả trăm thế hệ, khiến người chân tu rơi vào quyến thuộc của ma. Ôi trời ơi! Sau khi lâm chung, chắc chắn họ sẽ làm dân ma. Họ sẽ bị tiêu mất chánh biến tri giác và đọa vào địa ngục vô gián. Amen. Mặc dù đạt được quả vị vô học, ông cũng không nên vội vào niết bàn. Hãy lưu giữ lời nguyện đi vào cõi đời mạt Pháp, nghĩa là ông nên tái sinh vào thời mạt Pháp, phát tâm đại từ bi cứu độ các chúng sinh,
có lòng tin chân chính, sâu xa. Đừng để họ sa vào tà ma. Giúp họ có được chánh tri kiến. Nay ta cứu độ ông thoát khỏi sanh tử. Nay ông vâng lời Phật dạy. Đó gọi là báo đáp Phật ân. A Nan, 10 trạng thái này có thể hiện ra trong thiền định. Nghĩa là khi quý vị tọa thiền hoặc khi tu thiền. Dhyana có nghĩa là thiền. 10 trạng thái trên có thể hiện ra trong thiền định khi tưởng ấm và tâm dụng công giao xen nhau. Chúng sinh ngu mê, lầm lẫn, không biết tự lượng xét. Gặp những cảnh tượng ấy, họ mê muội, không tự biết và bảo rằng mình đã chứng quả thánh, thành thử phạm tội đại vọng ngữ. Họ sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Trong thời mạt Pháp, sau khi ta nhập Niết Bàn, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như Lai, để mọi chúng sinh đều được tỏ ngộ ý chỉ này. Đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Hộ trì chúng sanh tu tập để có thể thành tựu đạo vô thượng. Cũng có một số quan điểm sai lầm khác mà Đức Phật đã cố gắng giải thích cho A Nan. Tuy nhiên, chúng ta kết thúc tại tình trạng ma nhập thứ 10. Quý vị có thể thấy, thậm chí hành giả này chỉ muốn được trường sanh bất tử. Vẫn có một thiên ma chuyên đáp ứng mong muốn này cho người này. Thật ra đó không phải là đáp ứng, mà có nghĩa là ma có thể đến và nhập vào thân thể một người rồi thi triển loại thần thông này để mọi người tin phục, để hành giả tin tưởng rằng ông cũng có thể đạt được bất tử. Nhưng điều này không đúng sự thật. Dù sao, chúng ta muốn sống lâu trên thế giới này để làm gì? Về sau, chúng ta sẽ không còn răng nữa. Có lẽ mình có thể mọc thêm vài cái, nhưng sẽ không giống như vậy. Người này thậm chí muốn sống. Có lẽ không phải trong hình thể vật chất, mà trong một hình thể vi tế như hình thể Atula. Mặc dù vậy, tham muốn bất tử không những sai lầm, mà họ còn có thể bị gạt để tin vào lời hứa của ma quỷ. Và rồi sau này có thể chính họ cũng biến thành ma. Vậy rất mạo hiểm khi cố đạt được nó một cách nhanh chóng hoặc ham muốn trong suy nghĩ không đúng đắn như vậy của loại tình trạng ham muốn. Chúng ta không nên lúc nào cũng suy nghĩ hoặc ham muốn cái này cái kia. Chỉ nên muốn được giải thoát. Và có lẽ tối đa là muốn thành Phật để có thể giúp tha nhân giải thoát. Nhưng đừng tìm kiếm loại hiện tượng kỳ diệu hoặc phép màu này như bất tử, trường thọ hoặc đủ loại phô trương ngoạn mục. Vậy thì chúng ta sẽ không cần phải hạ thấp bản thân thành quỷ dữ. Có hiểu rõ không? Dạ rõ, sư phụ. Quý vị có thể thấy điều đó. Cho nên Đức Phật đã yêu cầu A Nan và một số thánh nhân trong pháp hội đừng vội nhập Niết Bàn, mà hãy ở lại một thời gian. Để sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, họ có thể giúp mọi chúng sanh trông chừng bản thân họ, tránh sự chiếm hữu của ma quỷ. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi lại lời dạy của Đức Phật sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn,
và đồng thời những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi chư Phật mười phương, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng. Mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Đôi khi tôi muốn hét lên thật to. Tất cả quý vị chỉ nên niệm hồng danh. Thiền càng nhiều càng tốt, ở nhà và bất cứ đâu. Và chỉ muốn giải thoát khỏi tất cả thế giới đã được tạo ra. Ý tôi nói, thế giới bóng đã được tạo ra. Thế giới bóng, đó sẽ là ước muốn tốt nhất, chứ không nên ước gì khác. Đôi khi tôi muốn hét lên thật to và đến từng nhà quý vị hét lớn tiếng, hãy bừng tỉnh. Đừng bám víu vào bất cứ gì trên thế giới này, dù có đẹp thế nào, dù quyến rũ thế nào, dù hứa hẹn thế nào. Chúng chỉ là xiềng xích, trói buộc quý vị mãi mãi trong vòng luân hồi. Hãy hướng nội, chỉ hướng nội. Bên trong mới là thế giới thật. Mọi thứ bên ngoài, quý vị có thể thấy hoặc muốn nhìn, hoặc muốn giữ, đều không thật. Không thật chút nào. Càng bị thu hút bên ngoài, chúng ta càng không thể sống trong thế giới thật. Quý vị vẫn còn ở đó chứ? Dạ, chúng con vẫn còn đây. Tốt, tốt. Vì tôi đang dùng điện thoại di động, tôi không biết khi nào sẽ bị mất sóng. Còn điện thoại cố định thì không hoạt động. Tôi sống trên hòn đảo mới hình thành và trong hang động. Do đó không có hiện đại lắm. Tôi không có than phiền. Tôi thích ở đây. Chỉ là mình không thể có đủ mọi thứ. Và thật ra đảo hang động này chỉ mới tồn tại từ khoảng 30 năm trước. Trước kia thì không có. Còn khá là mới, cũng rất đẹp. Tôi lại trở thành người sống trong hang động, người phụ nữ sống trong hang động. Nhưng tôi thấy ổn lắm, cảm thấy thoải mái. Trên đảo và trong hang động này, không ai muốn nó, nên đó hẳn là chỗ tốt nhất. Được rồi ha. Đúng, vì đôi khi tôi có thể thấy rằng con người, ngay cả một số quý vị, những người gọi là đồng tu vẫn còn bám víu rất nhiều vào bất cứ gì bên ngoài đó. Vì quý vị chưa hướng nội đủ để thấy sự kỳ diệu bên trong. Và quý vị chỉ thấy mọi thứ bên ngoài. Mọi thứ bên ngoài được tạo ra để cho quý vị cảm thấy nó là thật, rằng tất cả chỉ có thế và nó thật đẹp, thật tuyệt vời. Dĩ nhiên nó trông như thế, nhưng không phải vậy. Tôi cảm thấy thật đáng thương cho tất cả quý vị, cho mọi người bị trói buộc ở đây. Chúng buộc chặt tới nỗi quý vị khó mà hiểu được. Con người khó mà hiểu được họ đang ở đâu và họ đang làm gì. Cũng giống như một số người bị cuốn hút quá mức vào trò chơi điện tử hay mạng Internet. Tôi chưa bao giờ chơi, nhưng tôi thấy một số người quá mải mê với nó đến nỗi họ quên hết mọi thứ khác bên ngoài. Nhưng đó cũng là một ảo tưởng khác. Bên trong thế giới ảo tưởng này, đôi khi họ quên. Có vẻ rất thật. Thật tới nỗi, tôi nghe nói có người thậm chí dựa vào bàn, rồi ngã xuống sàn. Nhưng cái bàn này được tạo ra trong trò chơi bằng máy điện toán. Cũng giống như khi mình đi xem phim,
Mọi thứ trên màn ảnh lớn trước mặt mình khiến mình dán mắt vào màn ảnh chiếu phim, rồi quên hết mọi thứ khác xung quanh mình, hầu như vậy. Rồi chúng ta khóc với các nhân vật trong phim. Chúng ta cũng ghét một số nhân vật phản diện trong phim. Chúng ta cũng cười với một số cảnh hài hước trong phim. Cảnh trong phim. Dạ. Dạ đúng. Ờ, như thế đó, như thế đó. Nhưng thế giới này lớn hơn một bộ phim, lớn hơn trò chơi điện tử và rắc rối hơn, phức tạp hơn, được tạo ra tinh vi hơn, thành ra nó thật hơn cả trong phim. Chúng ta những linh hồn bị giam giữ trong cái gọi là thân thể cũng là giả, nhưng làm lẫn cho là thật, và mọi thứ trở nên thật hơn. Rồi bất cứ gì mình muốn, nó cũng sẽ hóa hiện ra. Do đó, rất nhiều người muốn nhiều thứ khác nhau. Và các trò chơi cứ tiếp tục thay đổi. Các trò chơi càng trở nên phức tạp hơn, khó hiểu hơn và thật hơn, khi ham muốn của từng người trở thành hiện thực. Rồi chúng ta không thể, con người không thể hiểu rằng đây chỉ là một trò chơi. Vậy nên tôi vô cùng thương cho mọi người trên địa cầu này. Vậy nên tôi vô cùng thương xót cho mỗi một sinh linh trên địa cầu này, nhất cử nhất động, sai sót, là đời mình sẽ gặp rắc rối. Ngay cả tội phạm lớn nhất, tệ nhất, hoặc bất cứ người xấu nào mình gọi là xấu trên địa cầu này, ngay cả những người tệ nhất, họ chỉ chơi lầm trò chơi, đi lầm bước, giống như trong máy điện toán. Mình được thưởng hoặc bị phạt trong trò chơi. Dạ đúng sư phụ, đúng không? Dạ đúng thưa sư phụ. Tôi mừng tượng như vậy. Tôi chưa từng chơi trò chơi nào, nhưng tôi tin như vậy. Nhiều khi họ quảng cáo trên truyền hình như trò chơi chiến tranh hoặc tương tự vậy. Dĩ nhiên, nếu đi sai một bước thì sẽ thua cả cuộc chiến, đúng không? Họ thường được 3 lần sống trong trò chơi. 3 lần sống. À, chúng ta có nhiều kiếp, chỉ là mình không biết mà thôi. 3 lần sống, ý quý vị là mình chết rồi trở lại hả? Dạ, trong trò chơi họ thường cho mình 3 lần sống. Hiểu. Tương tự trên thế giới này, chúng ta được ban cho nhiều kiếp. Liên tục, đời đời kiếp kiếp chúng ta trở lại. Trở về thế giới này, cái gọi là thế giới để chơi cùng một trò chơi. Hy vọng, thề nguyện, mong muốn chơi sao cho đúng. Nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng nhớ chơi thế nào cho đúng, do đó mình bị phạt, chết hoặc bị đọa địa ngục hay chuyện gì đó. Mặc dù tất cả đều là giả, nó cũng thật. Nó thật bởi vì đầu óc mình không thể phân biệt giữa cái thật và không thật. Nên bất cứ gì xảy ra cho mình thì cảm thấy rất thật, ngay cả dưới địa ngục hay trên thế gian, hoặc trong bất cứ cuộc chiến nào hay đau khổ, bất cứ gì đều cảm thấy rất thật, bởi vì trò chơi vô cùng tinh vi, kỹ thuật siêu đẳng. Để chúng ta bị mắc kẹt trong thân thể, chúng ta cảm thấy mọi thứ đều thật. Ngay cả trong thân thể Atula vẫn có một thân thể, nên đó là tại sao nó có cảm giác thật. Chỉ khi nào mình nhảy lên tới cảnh giới thứ 4 tối thiểu, vượt qua tam giới, thì thân thể mới vi tế hơn, để lực lượng phủ định không thể bắt được, và không thể phạt hay là không thể dùng mình cho chúng giải trí bằng mọi cách. Tôi thấy thật thương xót cho mọi người. Chỉ là một trò chơi, và có lẽ họ chỉ bấm nhầm nút hoặc đi một bước hơi sai và họ thua. Rồi họ bị phạt, bị đọa đi ngục hay chuyện gì đó. Tất cả chỉ là trò chơi. Cho dù có thắng đi nữa, vậy thì sao? Mình cũng sẽ bị luân hồi,
đời đời kiếp kiếp ở thế giới này và hoặc thế giới tiếp theo, hoặc thậm chí trở thành ma quỷ và không bao giờ thoát khỏi thân phận đó. Thân phận đáng thương, đáng tội, hoặc là trở thành loài vật, loài người, chịu đói, chịu rét, thậm chí không chỉ chịu khổ, mà còn sinh lão bệnh tử. Tất cả đau đớn này sẽ làm khổ mình đời đời kiếp kiếp. Vậy cho dù mình có thắng đi nữa, trong mọi trường hợp, đó cũng là thua. Tôi cảm thấy vô cùng thương xót. Không lời nào diễn tả được cảm giác buồn thương của tôi đối với tất cả chúng sinh. Đó là cảm giác họ chịu quá nhiều đau khổ. Chỉ là một trò chơi rồi họ chỉ đi sai bước. Họ không làm điều gì sai trái cả. Chỉ là đi sai một bước trong trò chơi. Và trò chơi kinh khiếp này sẽ tiếp diễn mãi mãi. Tối thiểu đối với quý vị, những người gọi là đệ tử của tôi, thì xin hãy tinh tấn, hãy tiếp tục hướng nội, đừng quan tâm đến bên ngoài. Có lẽ mình có thể thưởng thức, có thể nhìn, nhưng đừng cảm thấy quá ràng buộc với nó. Luôn luôn nhớ đời sống thật là ở bên trong. Quý vị có một đời sống thật, đời sống chân thật, thật, thật vô cùng. Cuộc đời này không phải của quý vị. Bất cứ gì mình thấy bên ngoài đều không phải như vậy. Cho nên xin hãy ráng nhớ, niệm năm hồng danh, gìn giữ món quà mà tôi tặng cho quý vị còn hơn cả sinh mạng của mình. Trân quý nó còn hơn cái gọi là cuộc đời trần thế này. Hãy tọa thiền và nhớ thật kỹ, luôn cầu nguyện để được bảo vệ và để tiến bộ trên con đường tu hành. Đi vào bên trong để về nhà. Đi về nhà. Không có gì ở thế gian này cho quý vị hết. Cho dù quý vị thích bất cứ gì ở đây, sớm muộn gì, mình cũng phải buông bỏ nó. Cho nên xin hãy thiền. Càng nhiều càng tốt. Ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào mình có thời giờ, hãy tiết kiệm thời giờ. Đừng tán gẫu hay bất cứ gì không cần thiết. Chỉ nên thiền thôi. Một phút, hai phút, tất cả đều được tính. Tất cả đều được cộng vào. Đừng bận tâm tới trò chơi đang diễn ra trong thế giới ảo tưởng này, trong thế giới bóng này. Hiểu tôi nói không? Dạ, chúng con hiểu, thưa sư phụ. Được, được rồi. Dạ, rất rõ. Được rồi, tốt lắm, tốt lắm. Chúng con xin cảm ơn sư phụ đã liên tục giúp đỡ, hỗ trợ chúng con như một tấm gương sáng để chúng con có ánh sáng đó mà theo. Hy vọng đó là những gì tôi có thể làm cho quý vị. Hy vọng vậy. Hy vọng đó là những gì tôi có thể ảnh hưởng quý vị. Nhiều hơn nữa thì tôi không thể. Thưa sư phụ, Ngài là tấm gương hoàn mỹ và là vị hướng đạo hoàn mỹ cho chúng con. Chúng con không cần gì nữa ngoài việc kính ngưỡng và tin cậy Ngài từng giây phút và tiếp tục theo đuổi những tư tưởng và hành động đáng quý và cao thượng nhất. Tôi không biết chắc tôi đã tạo ấn tượng cho quý vị bằng tấm gương như thế nào. Nhưng tôi chỉ hy vọng rằng nó sẽ ảnh hưởng tốt đến sự tu hành, sự tiến bộ và sự kiên trì của quý vị trên con đường tâm linh, hành trình tâm linh của quý vị. Rồi quý vị sẽ tiến bộ và không lâu sẽ về tới nhà. Dĩ nhiên, tôi luôn luôn sẵn sàng giúp quý vị, nhưng quý vị phải luôn luôn nhớ nhà mình ở đâu. Hãy hướng nội để tìm nó, thì mình sẽ thấy tất cả ở đây, không có gì, tất cả đều biến mất. Không có gì thật sự hiện hữu hết. Cho nên chỉ nhớ tới Thượng Đế, nhớ tới sự giải thoát. Nhớ rằng thế giới này là cái bóng khi mình thật sự nhớ ra. Chúng ta chỉ nên muốn về nhà thật của mình, giải thoát khỏi đây, thế thôi. Bằng không quý vị bị mắc bẫy, ở đây mãi mãi. Nhiều minh sư đến rồi đi, nhưng một số linh hồn vẫn còn luân hồi đây đó, bởi vì họ không nghe lời minh sư và họ bị thế giới ảo tưởng này cuốn hút và bắt giữ. Rồi họ luôn đau khổ. Nó không thật, chỉ giống như trò chơi điện tử.
Nếu mình đi sai bước thì sẽ gặp rắc rối và rất dễ để đi sai bước, rất dễ. Bởi vì quá nhiều phân tâm, quá nhiều cám dỗ, quá nhiều thứ muốn trói buộc mình và kéo mình vào cuộc chơi mãi mãi. Có người nói mấy trò chơi điện tử làm mình ghiền nặng, khó ngừng được. Nhưng ít ra họ có thể ngừng. Khi nào muốn thì họ ngừng. Họ ngừng khi họ cần, hoặc lúc họ đi ăn, hoặc đi vệ sinh, hoặc làm công việc của họ, hay chuyện gì đó. Nhưng trò chơi điện tử, gọi là đời sống trên địa cầu, thì thật khó tắt. Cho nên cách duy nhất là hướng nội, nơi minh sư đã chỉ cho mình con đường để đi, và niệm hồng danh để bảo vệ mình, và niệm món quà để giúp mình, để tăng cường thêm lực lượng mà đi lên, hiểu không? Dạ, thưa sư phụ. Xin cảm ơn sư phụ thật nhiều. Rồi, tôi chúc tất cả quý vị mọi ước muốn tâm linh được như ý cho sự giải thoát của mình. Cảm ơn sư phụ. Vậy hôm nay tới đây thôi nha. Có thể lần sau lại tiếp tục. Cảm ơn sư phụ thật nhiều. Tất cả quý vị đi nghỉ ngơi và đi ăn đi. Rồi về nhà ha. Dạ. Tôi có vài việc cần làm. Bây giờ tôi đi làm việc. Gần đây, có thêm rất nhiều việc. Quá nhiều. Tôi có thêm rất nhiều việc. Gần đây có thêm quá nhiều vì chỗ mới. Nên bây giờ rất nhiều việc phải làm. Tôi sẽ gặp hoặc nói chuyện với quý vị lần khác nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Thượng đế gia trì. Cảm ơn ngài. Thượng đế gia trì. Thượng đế gia trì. Phật gia hộ. Xin hãy nhớ nhà thật của mình. Dạ, chúng con sẽ nhớ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Bây giờ tạm biệt nha, Andrew và Nick và mọi người khác nữa. Dạ, cảm ơn sư phụ. Gặp lại sau. Tôi trở lại làm việc. Chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị. Chào tạm biệt sư phụ. Cảm ơn sư phụ.